手中我融的血，去守护你的笑容。红颜天向前冲，恶龙王在进攻，齐发声只可用成英雄。斗魂觉醒，化成旋风，让陀螺为我转动。对战开始，化成旋风，让正义大家好，我叫旋风。一次偶然，我接触到了魔幻陀螺，它拥有兽能引擎，能随时在对战中给陀螺补充能量，无限加速，实在是太有趣了。而且它们竟然拥有生命，竟然会说话，每当斗兽魂觉醒时就会发出觉醒光芒，太神奇了。更让我惊讶的是，我的附近还隐藏着不同的魔幻陀螺，赶紧启动战榜系统，一起对战吧。Tập trước, tiến sĩ đại xuất hiện, tới gặp Gheo để đòi lại quả Long Dương. Đúng lúc Gheo và quả Long Dương chia tay thì người thần bí xuất hiện, muốn cướp quả Long Dương đi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người thần bí đột nhiên xuất hiện, cứu nhóm của Gheo. Tiến sĩ, ông không sao chứ? Mau mau vào trong. Đây là cái gì vậy? Tiến sĩ, bây giờ ông có thể nói cho cháu biết người bí ẩn đó là ai được chưa? Tại sao hắn muốn cướp quả Long Dương đi? Còn nữa, đây là cái gì? Tiến sĩ, ta cũng rất muốn biết, tại sao ông lại đem ta từ phòng nghiên cứu tới đây? 3 năm trước, công ty giấc mơ tới tìm ta và Frankie, trợ lý của ta để nghiên cứu quay ma thuật. Chúng ta đã phát hiện bên trong quay ma thuật ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn. Sức mạnh to lớn à? Nguồn năng lượng đó là điểm thần thú trong thần thú chiến. Thần thú chiến, điểm thần thú. Tiến sĩ, điểm thần thú càng lúc càng cao rồi. Đợi ta một chút, sắp thành công rồi. Thành công rồi, tiến sĩ, quả nhiên không ngoài dự tính của ngài. Quay ma thuật thông qua chiến đấu đã tích lũy năng lượng của người chơi. Càng chiến đấu năng lượng càng cao. Khi năng lượng đạt một mức nhất định thì sẽ đánh thức được thần thú chiến. Công ổn công chúng ta mấy tháng nay vất vả, cuối cùng năng lượng trong con quay này cũng đủ để thách thức thần thú chiến rồi. Tốt quá. Các người tới làm gì vậy? Ông chủ sai ta tới xem tiến độ nghiên cứu quay ma thuật tới đâu rồi. Tiến sĩ đại, để ta xem kết quả nghiên cứu của ông nào. Xem chúng lợi hại hơn hay là ta lợi hại hơn. Tiến sĩ sinh đã đúng, năng lượng của hắc lôi thần không hề kém quay ma thuật. Kết thúc đi, hắc lôi thần. Các người cũng nghiên cứu quay ma thuật sao? Cái gì? Xem ra hắc lôi thần của ta mạnh hơn. Tiến sĩ, điểm thần thú của quay hết rồi, năng lượng đã bị hút hết sạch. Con quay đó nhìn thì giống quay ma thuật, nhưng chắc chắn không phải. Con quay đó cho ta một cảm giác rất khác. Ta từng nghe nói công ty giấc mơ vẫn luôn nghiên cứu một loại quay thần bí. Xem ra chúng ta phải tới xem sao rồi. Tiến sĩ đại, đứng lại. Tiến sĩ, làm sao bây giờ?
đáng tiếc, chỉ có thể đem được hai con quay này đi. Fenki, chúng ta phải chia nhau ra, không được để chúng bắt được cả hai con quay. Bên này, chạy mau. Rốt cuộc ông đã tìm thấy gì ở trong công ty giấc mơ vậy? Chúng ta bị phát hiện rất sớm. Ta chỉ biết chúng muốn tập trung năng lượng của tất cả các con quay lại, hút hết điểm thần thú của chúng. Hóa ra điểm thần thú chính là năng lượng của con quay. Vậy thì hút hết điểm thần thú chiến sẽ biến mất sao? Tất nhiên rồi, công ty giấc mơ này thật đáng ghét. Sau đó công ty giấc mơ mỗi năm tổ chức một lần đại hội anh hùng quay ma thuật. Theo điều tra của ta, công ty giấc mơ sẽ hành động vào mùa giải này. Nói vậy, tức là ông muốn lấy quả Long Dương lại là để... Gheo à, đúng vậy. Ta muốn tham gia kỳ đại hội anh hùng quay ma thuật lần này để ngăn chặn âm mưu của bọn chúng. Tiến sĩ, ông không sao chứ? Nhưng bây giờ ta đã bị thương, e là phải tìm một người thay ta tham gia. Không thể chậm trễ được, mau đưa quả Long Dương cho ta. Tiến sĩ, ông thấy cháu thế nào? Không được, cháu không biết giải đấu đó khó khăn thế nào đâu. Huống hồ thực lực của cháu hiện giờ cũng không thể đấu tới cuối cùng được. Cháu sẽ cố gắng tập luyện, chắc chắn cháu sẽ mạnh lên. Tiến sĩ, ông đừng chia cắt cháu với quả Long Dương mà. Cháu xin ông đó tiến sĩ, xin ông mà tiến sĩ, xin ông đó tiến sĩ, xin ông mà tiến sĩ. Tiến sĩ, đừng chia cắt mà. Được, chỉ cần cháu làm được một chuyện, ta sẽ cho cháu thay ta tham gia. Chuyện gì? Đây là đấu thần cơ, cháu phải tìm được người trên đấu thần cơ này. Nếu cháu có thể mời người ấy làm đồng đội, tăng khả năng thắng, ta sẽ để cháu tham gia. Genkai, tôi muốn hỏi thăm một chút. Tóc người đó màu xanh, quay của người đó cũng là màu xanh. Người đó tên là... Tôi biết cậu ấy. Genkai và Băng Long Dương. Cậu biết cậu ấy à? Tất nhiên rồi, cậu ấy ở chỗ bọn tớ rất nổi tiếng, nhưng cũng rất là bí ẩn đó. Bí ẩn à? Cậu ấy không kết bạn với ai hết. Kỹ thuật chơi quay của cậu ấy cực kỳ siêu đẳng. Cậu xem, cậu ấy xếp hạng nhất trong hệ thống chiến bảng. Băng Long Dương của cậu ấy rất mạnh, gần như không có đối thủ. Gheo, không phải cậu muốn đấu với Genkai đấy chứ? Đừng tự làm khó mình như vậy. Không ai quá giải được sao? Họ nói Genkai thường tập luyện ở đây mà. Cậu ta đâu rồi? Cậu tìm tớ sao? Cậu chính là Genkai à? Đừng nhiều lời. Cậu cũng tới đấu quay hả? Không phải, tớ tới để... Không cần giải thích. Những người thách đấu như cậu đều thất bại hết rồi. Cậu nhóc này sao chẳng chịu nghe người khác nói gì hết? Thắng thua còn chưa chắc, đúng không Gheo? Cậu đã không chịu nghe tớ nói, vậy thì chúng ta đấu một trận đi. Tớ thắng, cậu sẽ phải nghe theo tớ đấy. Thắng được tớ rồi hãy nói. Genkai, đó là quả Long Dương. Cậu ta không thể dùng tới 1/5 sức mạnh của quả Long Dương đâu. Cậu ta chỉ biết dựa vào sức mạnh của quay ma thuật thôi. Trận đấu này chỉ cần một chiêu là đủ. Trận đấu bắt đầu. Băng Long Dương, tại sao lại ở trong tay cậu bé này? Bỏ cuộc đi, đây là giới hạn của cậu. Thần thú thức tỉnh.
cái gì? Mới đâu đã đánh thức thần thú chiến ư? Tuyệt chiêu Hàng băng hải. Không, ôi trời ơi, quay ma thuật xúc chiến. Cậu chính là người đã cứu tới và tiến sĩ hôm trước phải không? Cậu đã thua rồi. Lại đi. Tuy cậu rất mạnh, nhưng quả lông dương của tớ cũng không tầm thường đâu. Lại một trận nữa đi, xin cậu đó. Tớ chưa từng nói quả lông dương yếu, mà là cậu. Lại một lần nữa thôi. Vậy sao? Hy vọng cậu có thể thay đổi cách nhìn của tớ. Quay ma thuật xuất chiến. Quay ma thuật xuất chiến. Phản công đi quả long dương. Được, hãy xem đây. Dốc toàn lực thiêu cháy hết đi. Thần thú thức tỉnh. Vậy thôi sao? Ta biết cậu sẽ tránh mà. Đánh trúng rồi. Lợi dụng lực phản hồi của đá để tăng sức mạnh của quả long dương, khá lắm. Quả long dương, tiếp đi, tiếp đi. Được thôi. Đúng là liều mạng. Bằng long dương, tránh ra. Mục tiêu của chúng ta không phải là như vậy đâu. Dốc toàn lực thiêu cháy hết đi. Thần thú thức tỉnh. Nếu đối thủ là người khác thì cũng được. Nhìn Genkai thì e là... Genkai, hắn chuẩn bị. Đừng lo. Cuối cùng cơ hội cũng tới rồi. Quả Long Dương. Tuyệt chiêu Thiên Quả Cầu. Vô dụng thôi. Cậu chỉ biết tấn công một cách mù quáng như vậy thì tốn năng lượng của quả long dương vô ích. Hơn nữa, đối với con quay có sức bền tốt như băng long dương thì đó đúng là một cách tấn công ngu ngốc. Băng long dương, bảo tố. Không thể nào, cậu ấy phá được tuyệt chiêu của quả long dương sao?
Tớ còn chẳng cần dùng tới tuyệt chiêu, cậu cũng thua chắc rồi. Bằng Long Dương, quay lại. Nạp năng lượng hoàn tất. Chưa chắc đâu, mau nhảy lên. Quả Long Dương, tránh đi. Chính là lúc này. Cái gì? Xin lỗi Gheo, xem ra chúng ta sắp thua rồi. Quả Long Dương, đợi tới khi năng lượng của đối thủ gần cạn kiệt mới thu hồi quay về nạp năng lượng. Nhắm chuẩn bãi cát để bắn quay ra, lợi dụng lúc cát bay lên, tầm nhìn đối thủ kém đi, rồi kết thúc đối thủ. Chiến thuật hoàn hảo, không hổ danh là Genkai. Cậu chính là thần thú chiến của quả Long Dương sao? Người đánh thức ta là cậu sao? Dù sao thì tớ cũng chẳng biết đi đâu. Thôi được, tớ sẽ nhận cậu làm bạn đồng hành mới. Thật sao? Hay quá! Không, chúng ta sẽ không thua đâu. Hãy tin tớ, hãy tập trung sức mạnh lại. Đợi đã, tớ đã hứa với một người, nếu tớ thua, quả Long Dương sẽ thuộc về người ấy. Chúng ta đấu tiếp đi, hôm nay không được thì ngày mai, mai không được thì ngày kia nữa. Tớ không có hứng thú với người xếp hạng 150, khi nào cậu vào top 10 thì hãy tới. Tiến sĩ, ta đã đoán trước kết quả rồi. Tuy lần này chúng ta đã thua, nhưng ông không nói giới hạn số lần đánh. Lần sau chúng ta sẽ thắng thì sao? Đúng vậy, đúng vậy. Lần sau chúng ta sẽ thắng. Tiến sĩ, hãy cho cháu một cơ hội nữa đi. Tiến sĩ, thua là thua. Nhưng ta vẫn phải nói, cháu đã đủ điều kiện thay ta tham gia giải đấu rồi. Quả Long Dương, cậu thử đánh tớ xem có phải tớ đang mơ không vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Tiến sĩ à, tại sao? Vì ta thấy cháu có một trái tim luôn muốn vươn lên, không chịu thất bại, không chịu bỏ cuộc. Đó là cái quan trọng nhất. Quả Long Dương, ngươi đã tìm được một đồng đội tốt rồi đó. Tiến sĩ, cuối cùng ông cũng chấp nhận Gheo rồi. Tiến sĩ, cháu sẽ không để ông thất vọng đâu. Nhưng đại hội anh hùng quay ma thuật còn rất nhiều cao thủ, khả năng của cháu vẫn còn cách họ rất xa. Bây giờ ta sẽ tập huấn cho cháu một thời gian. Cháu phải đấu với các con quay ma thuật khác để tăng thêm kinh nghiệm. Không phải chứ? Ra đi. Genkai, tại sao băng Long Dương lại trong tay cháu? Đây là con quay chị cháu cho cháu. Chị à, chẳng lẽ cháu là em trai của Frankie? Chị cháu để lại cho cháu băng Long Dương và nói là đại hội anh hùng quay ma thuật rồi bỏ đi. Chị cháu là trợ lý của ông, chắc ông biết chị ấy ở đâu chứ. Từ khi chúng ta chia tay ở công ty giấc mơ, bọn ta cũng chưa liên lạc với nhau. Là do ta liên lụy tới Frankie. Công ty giấc mơ, quả như là công ty giấc mơ. Genkai, cháu hãy tham gia đại hội anh hùng quay ma thuật cùng chúng ta đi. Ta sẽ dốc toàn lực để tìm Frankie. Không cần, cháu sẽ tự tìm chị ấy bằng cách của cháu. Genkai,
Hắn đã đi chưa vậy? Ba, hai, một, xuất chiến! Tuyệt vọng trong đêm tối đi, thần thú thức tỉnh. Điểm thần thú mất hết rồi. Gale, cậu có nhớ đã nhận lời với tiến sĩ đại đi tìm quay Zuzan không? Sao vẫn còn ở đây chứ quay vậy? Rốt cuộc người mà tiến sĩ đại muốn tìm lại. Mời xem tiếp tập sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 敬请期待下一集吧。